Có cá chiến bác. Dạ. Mày chứ. Dạ. À chưa mới đi thả hả? Dạ. Đò to ghê chưa? Ơi, quê bạn có cạnh mấy không? Cạnh làng quê sông nước. Đây là con sông Bồ đây. Chạy từ hướng cầu An Lộ phố đây. Sông mùa đi nước xanh trong. Đẹp. Đi thả hết cái lư nữa luôn à? Dạ. Bác đi thả chắc hay có đi với ai không? Hai hai vợ chồng hả? Dạ. À, làm nghề cá này được không bác? Có thì ngay vài trăm. À dạ. À dạ. Ừ, mình đi trên sông đây thôi chứ. Đi sông. À, thả có xá không? Xá lần không? Xá. Đi lên bạn bị chấm bạch chứ. À dạ. Nhưng mà ý nó treo đo đi đến mô mà thả là thả khu vực đấy thôi. Thả khu vực cái ví dụ đoàn đi mình thả đêm đi đêm mai mình thả đoàn 6 rồi đó. À dạ, đi từng đoàn mà ha. Từng đoàn. À. Mình đi đoàn mô mình thả đoàn này cho chúng nó. Thả đêm mà bác đi á. Thả chiều thôi. Chiều đi tới mấy giờ thả? Chiều còn 4-5 giờ chứ 5 giờ đấy ní. À rồi bắt đầu mình thả tới thả sóng mà tối mà đi kéo lên luôn à? Sáng gần sáng mình kéo. À gần sáng, dạ, gần sáng kéo và đi chờ sáng luôn rồi. À. Có người kéo sáng mà có người bữa trưa mà kéo được chạy nhiều quá là trưa đợi trưa được êm mới kéo. À dạ dạ. Đấy sóng bô đấy phải bác ấy. Sóng bô chạy bô đấy dạ. À. Chạy thương đi quá. À một cái nữa là mấy chục mét đó hả? Đấy. Là thả khoảng tiếng đồng hồ không? Thả à. À, còn nửa tiếng thôi. À. Chạy máy thả là nửa tiếng thôi. Dạ, yeah. Và sáng mà sáng mà kéo còn kéo lên. Sáng mà chạy đi mà còn rám là kéo phải 3 tiếng thôi. À dạ. Yeah. Ừ. À đấy gì đấy hả? Ừ. Dạ, yeah, gì. Tôi chạy đi thả chú ấy. Dạ yeah, dạ, yeah. Chào chào chú. Chào hay. Con đi xuống bên đây ngồi chỗ đâu mới đi xuống à? Dạ, yeah, con thấy đầu ghé đây xuống hệ thống con đi trong Huế ra. Hả? Đi trong Huế ra. Ở trong Phương Đúc á. Gì? À Phương Đúc hả? Dạ, nó chào gá. À đi gá đâu à? Dạ. Mà đi cũng quanh quanh. Dạ, con đi có việc ngồi nên đi vô thấy thuyền hay hay đừng lại hơi thấm. À. Từ có cá mua ít về ăn. Bốm á. Dạ. Bốm hả? À sáng mấy giờ mới có. Sáng mấy giờ? Đi đánh không? Dạ. Đi đánh à? À buổi sáng khoảng mấy giờ? Thường thường là thuyền vô là mấy giờ? À rồi thì để có cái dịp mà đó đi nha. Bông ngon hả? Dạ dạ thôi có dịp mà đó ra đúng lúc thì gặp mua. Dạ. Dạ 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 tôm ngon đó. Dạ ngay đi kiếm vài trăm ngàn là được rồi. Dạ. À hay chưa, đây cái bình đo cái bình sông. Bắt gặp hình ảnh hai vợ chồng đi làm cá, đi thả cá, thả lư đó. Hình ảnh đẹp cho mọi người, sông chiều. Quang cảnh rất là đẹp luôn. Về mà ngày hôm nay nắng, chiều và sáng thì sương mù. Cho nên cũng thời tiết gọi là ổn định. Tạm ổn tại Huế. Đó là cảnh làng quê ở xứ Huế. Đấy ngay qua một bến sông thì bắt gặp hình ảnh con đò đang đi đánh cá. Đây là làng Vân Lá Vân Thường. Lá Vân Thường. Rồi giao lộ. Và đây con đường dọc theo sông Bồ chạy vô hướng Hương Phong. Qua cầu Hương Cần đây mọi người, rồi về Hương Phong, dạ. Con đò chiều bên
dòng sông rất là bình yên. Chiều thì có hơi hơi có gió lạnh. Em đi cùng về làng ngang qua các cái thôn làng có dòng sông bình nước con đò. Ghi lại chụp hình mọi người bà con thắm nha. Dạ có chi ghi hình đấy. Vì xong thì có bà con người ta cũng nuôi cá bè cũng nhiều. Nhìn bên trong thì thấy toàn là cỏ. Thì cá loài cá ăn cỏ thì chắc là có cá tấm. Nhưng vui cũng biết sớ như vậy thôi. Tấm cỏ đó họ. Dạ, cá tấm, cá me được chứ đó. Chắc là cá tấm. Chuyên cung cấp gì và là cá tầm cỏ à, đây là nơi chuyên cung cấp cá đây. Đúng rồi, đây là những cái bè gì nên là toàn là buông nuôi cá tầm cỏ mọi người nha. Vừa nói xong thì có một cái biển hiệu là nơi cung cấp xì và là cá tầm cỏ đó. Người ta làm cái bè thả gì sống luôn, bọc là lưới rồi thả xuống cho nó chim gì nước, rồi thả cá vô, rồi ngày ngày đi cắt cỏ cũng như những cái cây, hình như cái chuối người ta cũng sắc cho nó ăn luôn thì phải, thân cái chuối á. Dạ, sắc mỏng ra. Dạ, vui vì đi ngang thấy mấy người họ sắc chuối đó, chuối nó trắng 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 nên gì cái bè đó. Đó, chuối vì cỏ chắc là cá mà khi đói nó lấy nắng. Không biết bao lâu thì mày xúc chuông, xúc lông. Đây có cái bè này là nuôi xong rồi người ta nghiêng lên rồi này. Đây những cái thân cái chuối người ta để sang để sắc mỏng ra đôi vào trong bè cho cá nó ăn đó. À chà, một cái bè đi thì diện tích nó cũng nhỏ, không biết được bao nhiêu con ăn cỏ đồ thì được chứ hy vọng đừng ăn bột. Dạ, bột tăng trọng bây giờ cái chiên tăng trọng nguy hiểm quá, heo ca gà vịt chiên ăn bột cả mọi người, ăn nguy hiểm, bao nhiêu cái bột tăng trọng nó vô trong người bệnh tật. Chiều chiều còn có mày bạc đi câu à. Đây mấy cái báo này bao cỏ này. Cỏ đi bực về rồi xả thả vào trong cho cá. Rồi xung quanh những cái bè thì chắc cũng nhiều cá nó để nó ăn mồi. Thì bà con tranh thủ cầm cân ra cấu. Dạ. Cảnh quan rất là đẹp luôn. Con không biết cái cổng làng đó là La Vân Thường, con không biết qua cầu đi đấy là khu vực làng chi, La Vân Thường, La Vân Hà chi đó. Còn đường là chi à, đây vẫn La Vân Thường mọi người, Quảng Thọ, Quảng Điền đó. Ở đây là xã Quảng Thọ thuộc huyện Quảng Điền. Khi mà chúng ta trong Huế ra mà qua Hương Sơ, Hương Cần, Hương Toàn rồi đến đây là Quảng Thọ rồi. Cùng gần tới cái cổng chào rồi. Ở cái cổng chào thì cùng kết thúc cái huyện Quảng Điền là vô Hương Trà. Dạ. Yeah. Khúc sông này thì chúng ta tạm biệt với khúc sông vì nó đi ngược lại về con đường đi vào Huế. Đó, ngay cổng chào, hẹn gặp lại quý khách là kết thúc lần địa của xã Quảng Điền, huyện Quảng Điền là vô về Hương Trà đó. Hương Trà là có chờ vô một khúc nữa là có chờ Hương Toàn. Thì Hương Toàn là thuộc Hương Cân, Hương Trà đó. Dạ. Ồ, bên đi nhà bạc này chứ đây bạn cái mai con. Em vui thấy cái vườn rất là nhiều hoa luôn, ghé vô hỏi thăm chơi để biết làng quê xứ Huế trong và nuôi cái chi nha mọi người.
À, thấy cái biển tại đây bán cái máy con này, liên hệ này. Chà bác Lâm Vương à bác? Dạ, đi ngang thấy Vương hóa đồ đẹp quá, tại đó là Lâm Mai. Dạ, cho con thăm Vương chục hơi. Dạ, đẹp, cho vô hỏi thăm bác. Ủa dạ, nhà bác toàn là cây cảnh không hề. À, quay cái đàn ra hỏi thăm bác nè. Trời ơi, mái vàng này, mái gốc. Trời ơi, làng thơm. Thơm này là thơm mùi mọc cỏ. À, bà có trong mọc đấy. Trời ơi, mọc này. Cái mọc này là thơm lắm. Đi vô đây là nghe mùi thơm của mọc hương. Vườn bạc mái ơi là mái luôn. À, thăm những cái nhà vườn ở làng quê một chút. Chào làng đây nè này. Ôi, chào làng. Có láng đột biến không? Vừa rồi có trồng mái láng đột biến không? Dạ. À dạ, ôi chào bác, có mấy cái mái đẹp quá. Con đi ngang thấy đẹp quá, vô con ghi hình hỏi thăm chút. Xem nhà vườn ở Quảng Điền. Chà, cái ni dạng nghiêng nghiêng đẹp bạc hả? Tết ni hàng trụng tết chứ hả? Dạ. Ô chào ơi, cái ni chưa bắt đầu mới búng này hả? Vì thời tiết năm nay bằng lành. Ngán tháng 12 bằng lành rồi hả? Bằng cầm lại. Mà chưa quá. Đi là rầm xong quá rầm bắt đầu mình nở này. Trời ơi cái mái này. Mái này là hoang mái bạc hả? Ờ, mái này mái vàng của mình đấy. Mái vàng của mình đây hả? Mái vàng Quảng Điền hả? Cái này ra rồi bà. Cái này là cắt. Hồng Diệp mà à Hồng Diệp dạ. Cắt dạ. Làm cho gọn. À dàn lái vương mấy con đúng không? Trời ơi bụp này. Cái này bạc vô chầu trong chầu từ nhỏ hết á. Mới vô có 4 năm. À là hồi xưa nó ngoài vườn hả? Là mình cũng trồng từ nhỏ đây. Làm từ nhỏ làm đẹp ghê chưa? Làm thân sạc ôi chà dạng tàng thống này đẹp. Trời ơi là búp bóng này. Dạ đây là mái vàng mình chứ. Cái đó là vàng giờ của mình mái của. Dạ mái mình cả quá chà là búp bóng mọi người. Đó nhà vườn có mày bạc nông dân làm cây tuyệt vời chứ. Đó, sau nữa là chắc hết rồi, không có trong chi. Rồi có mẫu đơn. Rồi, mấy chào Lan. Dạ, yeah, bóng trang là mẫu đơn đó. Rồi đây đó, có chẳng có xím nữa. Chị đưa về trong hết đó, bạc la. Chủ yếu làm chi, làm có làm ruộng không? Ngày trước thì ruộng cũng lớn, đâu xuống ruộng đấy. À, dạ. Yeah. Không làm gì nữa. À, chứ vào trong cây hả? Ở trong láng trăng. Dạ, yeah, vương bạc rong ghế hả? Dạ. Yeah. Cháu đi thăm vườn tí, cha có mọc hương thơm quá, đi vô đây là nghe mùi mọc hương, mấy cái gốc mọc hương to đó. Trong ngoài vườn đây ai đi vô cái cửa ngõ mọi người thấy. Đó, nhà vườn mà có cái vườn, có cái đường gì đi là tuyệt vời luôn. Cửa ngõ đi vô này, hai bên là hoa này. Tết về có những cái chậu hoa vàng thọ. Rồi vô đây là có mọc đơn, rồi có hương mọc thơm lưng luôn. Quá wow, cha ngoài này bạc trong nguyên một vườn mai, hàng chi để bán mai con phải rồi. Đây những cái mai đang làm này, à, đang tạo dạng, dạng, đang tạo dạng đấy hả? Dạng bình phong à bác? Dạ, yeah, rồi mấy cái này cũng dạng thống đồ đẹp đấy chứ hả? À, dạ, thích thả hợp dạng chứ làm dạng này hả? Dạ ngọ dạng có được thì làm thôi. Trời ơi nhảnh mà bạc uống tay chứ. Hằng gầy đi mà hắn hư hề. Không hư đâu. À khi nở khi khi mới gầy là bạc bạc bắn kéo lại ngay chỗ nở luôn cho nhánh liền. Có đôn ấy vậy, có ấy. À không khi mà mới rắc cái là lấy cái bắn kéo bắn lại luôn. Lăng lâu. Có cái như với cái. Dạ muốn cho cái cảnh hoa này. Mai vàng Huế đây, hoa mai Quảng Điền đấy thì cũng có tiện lắm đây.
À, uống mấy cái dạng này dạng tăng bình phóng này. Ủa, dạ, cái này uống lâu chưa mà được gì đi? Mới đấy. Dạ. Mới trên 6 tháng đấy. Ôi, hồi rồi à. Uống đi uống lại mấy lần đó chứ. Một to trước thì có để dặn dặn em ấy đó trong trước dặn cái đó với mình để được với mình. À rồi là mới làm lần thôi mà đẹp cho hả? Rất là đẹp đó. Về sờ chứ. Cho đi là bà có tay nghề rồi. Mà tết vừa rồi bạn được cái không bác? Không đâu, bạn vài cái con chứ mới mua đã ra trường không bạn. À chưa là mình bắt đầu trồng cỏ rồi mình mới đeo treo bạn bạn đúng không? Dạ. Ôi trời đó, mai vàng mình mà trồng ngoài vườn là tục gì sao chứ, cái lạ này. Á à, đây vườn ớt à. Ớt. Ui, vườn bạc rồng ghê đấy à. Dạ. À rồi bên kia cũng mai con luôn. Mai trong lỗ máu rồi mà được chưng ni. Lửa ni. Dạ dạ. Dạ. À con đây trong bao này là mới ướm hả? Dạ. Chà ướm bà thang ngôi vương đấy máu tốt này. À thì đúng rồi, trong đấy mà bạn mấy con mà kiếm tiền hụt thuộc chứ. Nắm mô mình cho ướm ra hết. À nông dân hồi xưa làm ruộng lên bờ xuống ruộng chứ già rồi về làm vườn đây. À một trong những nhà vườn ở Quảng Điền. Vô tình chiều nay đi ngang thì thấy hình ảnh một bác đang làm vườn ghé thăm chơi đây mọi người, thấy hình ảnh cũng chân chất cho nên là chân quê nên đưa bà con mọi người ghé thăm đây. Những cái cây mộc này mộc hướng thơm gì sợ. À, chà đi ngang thấy bác làm vườn hay quá. À, có chi nếu có dịp mà ai mua mắt dạ cái nhà vườn đó đi vô cửa ngõ hai hàng hoa nè. Chào đón thơm lưng luôn. Cái này cây hải đường đấy bác hả? Dạ, cây hải đường. Dạ, hải đường. À, mới bao trúng bầu ra, trúng chầu ra. À, bốc đứa qua. À, dạ, đưa ra để có chỗ mà làm việc. Ừ, chà, bỏ phấn sẵn luôn nè. Dạ. À, để có chỗ mà làm rồi hả? Dạ. Ừ. Quay rắn cho ở đây mà rau đó cho kín chân thôi mà cái mà giá trị càng nguy hiểm. À dạ dạ đúng rồi đỡ đi hả? Dạ 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 được thôi con cảm ơn bác. Dạ chào bác làm cả chiều. Dạ hay nha. Dạ. Nhà có đó có bạn mấy con có để số điện thoại đấy ai liên lạc mua cho bạc là bạc gửi từng nhà luôn này. Dạ. Yeah. Đó một trong những ngôi nhà tại Quảng Điền có cái hình ảnh làm vườn làm cây cảnh. Qua một đoàn thì vô đến cầu Hương Cân. Dạ. Yeah. Đó con sông mà nơi khúc cua nó vòng lại đấy. Cũng là hình ảnh nhìn rất là nhiều cái bè cá bà con nuôi. Dưới kia là chờ hướng con mà nữa. Bên con sông này bà con có nơi để sinh hoạt giặt giũ rửa dọn lấy nước bên sông. À, nó chờ hương toàn rất là quen thuộc. Giờ nó chiều rồi thì chắc ra cũng chuẩn bị tán chờ rồi. Dạ. Yeah. À, chiều nay cũng ngang qua khu vực làng quê. À, bắt gặp những cái nằn mà người vùng quê người ta làm vườn rồi cũng như quang cảnh sông nước cũng như hàng chợ
tại nơi đây. Hy vọng mọi người cùng hãy thú vị khi xem video. Dạ. Cua chờ đây buổi chiều chắc bán cá bằng tôm chứ này. Cua tôm cá chứ này. Ốc hả? Ốc về ràm hả? Ốc ràm cá này cá chi đã chín? Cá mé là cá rỡ. À cận mai hả? Mở mở rồi là mấy? Mở 10 ngàn hả? Cả mình làm dạ. Lấy cho mở nó đi. Mở nó về kho kho ném ăn ngon lắm. À ngay cái nhà ba này người ta bạn. Cả cận cả mai hả? Cả đấy cả cận hả? À mở ra được làng không? Làng. Hả? Nữa phải phải ba làng. À dạ rồi hả? Ừ. Ba làng chờ đi về. Kho nệm ăn ngon lắm hè. À nệm về gừng. Mua nhà bạn được cái giá khế chua này, chủ. Ừ, ta mua cái cày ní hí, mua cày ní má cây mày cày ní bố má 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 mừng lắm. Chị ướp nó chị khó chứ hẳn luôn. Ngày mốt có bạn đấy hết á. Con cái ní lương về chặt à, cái ní cái dẹt thế. Cái ní cái dẹt à. Cha còn cà trâu này. Cà trâu này làm về hay là cả nuôi? Mình làm hết. Sống hả? Cà trâu. À. Mình nói bạn mờ đi mấy? Ừ. 10 ngàn. Cà trâu to giờ con này có bá làng hả? Có cái gì chân ngắn á. Đây là đám ràm. Đám. Đám đông đấy hả? Đám nó chứng lịch lẽ. À rồi hả? À cô đông đó hả? Đám này. Trời ơi nhiều nè. Chụp mảnh to nên cặn cho que tay nó. Trời ơi là đám này. Đám. Bò lúc này. Nên đừng chi nữa. À. Chà bên này có mỡ cá chi đang làm đây nữa này. Cá đúng thứ cá luôn. Cá cá nhỏ cá rốt phi nhỏ ốc. Nhà làm về đây chắc là nhà có lâm lưới à? Hay là mình thu mua về bán? Dạ dạ. À là có cá là chiều gì đem ra bán? Ngày lên lần. À dạ rồi. Cha con cá to nó ngon đây. Có ghê. Có thu lưu văn chặt luôn. Dạ. À là mua nữa là cá nhiều rồi hả? À là em cũ làm đấy hả? À giỏi hả? À đúng rồi, có tay thì mới làm nghề được chứ. Đúng rồi, ngay kiếm 3 triệu đó chứ. Dạ. Dạ dạ, rất là vui đó. Rất là đi, chắc đi nó sống đi à, sống bồ. Sống rồi, bỏ rồi. Dạ đúng rồi, đi bò rồi bạn. À họ giờ đi, họ giờ trước. Dạ. Đấy, hôm nay ca dẹt đấy phải không? Ca dẹt đấy. Dạ không, không ăn cả dẹt được. Ăn cả mi thôi vì cả nên chết rồi. Hả? À? Dạ cả mi là vì kho gừng kho nệm và ăn cơm. Mà da trong thích ăn rồi lắm. Dạ không, không con sống mà em cũng làm được. À, dạ thôi, cả nơi mày làm hay. À, để cho người mà thích ăn nhậu đó rồi. Dạ. Không luôn. Dạ. Cả tao nó lăng lăng mấy. Bạn lăng lăng. À rồi hả? Dạ. Dạ. Gặp bạn nhậu mới thấy khỏe đó. Thôi con gửi 10 ngàn mở cá này để bố kho nệm ăn. Gì? Cho con gửi. Dạ rồi. Thôi chúc gì bạn nha. Đóng khách. Bạn chưa tội hết đó chứ. Dạ. Ở bên này thằng chạy ngược hay. Rồi, cảm ơn gì nha. Dạ. Dạ, mô đi ngang mà có rồi thì ghé. Chờ Hương Toàn nha, ở gần đấy à gì? À, bà làm đi, bà đã ra đây bạn luôn rồi khỏe rồi. Không phải đi di chuyển, dạ. Đúng rồi, ngồi giữa đường bạn đuối đó, dạ. Chị mua cái là hồ, người mua 2-3 gì à?
Mua 10 ngàn đây là ăn được mấy hai bữa. Hai ba bữa đó đây. Thôi bữa sau có dịp ra gặp thì mua. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Rồi con chào chị. Dạ. Đây là làng Hướng Cần à? Hướng Cần. Dạ dạ. Hướng Cần, chợ Hướng Toan, xa Hướng Toan đó. Đó những hình ảnh hàng chờ phố chờ chiều nay cũng đủ các kiểu luôn. Đó có chờ cả mọi người. Chờ em trai đi làm cả. Nghe nói có tới sặc ngư đi làm về cho mẹ bạn đó. Ngày kiếm vài trăm nghìn đó. Thì chứ còn nghề chỉ làm nghề này thôi chứ cũng biết được. Rồi thì những hình ảnh ngang qua làng quê chiều nay yên vui cùng có một cái hành trình đi thăm quê mà cũng biết ghi hình cái chi thôi, cuối cùng cũng bắt gặp những hình ảnh cũng là chân chất với con đò bến nước cũng như phố chợ vườn nhà vườn. Dạ. Thì hy vọng bà con mọi người cùng thấy thú vị khi xem nhá. Dạ, em vui xin chào hẹn gặp lại mọi người. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ cho em vui. Dạ, có động lực đi nhiều nơi ra nhiều cái video để bà con thăm. Rồi em vui xin chào hẹn gặp lại mọi người.